Nguyễn Võ Quỳnh Trang gửi tiền ở chùa cúng cho bé Vân An để làm gì? Luật sư của bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã bào chữa như vậy tại phiên tòa xét xử vụ án bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong diễn ra ngày 25 tháng 11. Đánh đập hành hạ một đứa bé đến chết để rồi gửi tiền vào chùa cúng cho nạn nhân để làm gì? Cháu bé có sống lại hay không? Bỏ tiền cúng chùa để người ngoài cho bản thân thì đó là chuyện của Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Sám hối hay không là chuyện của bị cáo này, không liên quan gì đến đứa bé, nên không có việc gì phải giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa, chính Trang thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Khi hội đồng xét xử hỏi về lý do và động cơ đánh dẫn đến tử vong, bị cáo Trang không có câu trả lời. Cứng họng là phải, bởi vì không có một lý do nào để một con người có thể đánh đập một đứa bé 8 tuổi đến chết. Không chỉ đánh bằng tay chân, Trang dùng roi, cây kim loại, cây gỗ đánh đập và hành hạ. Viện kiểm sát đề nghị mức án tử hình về tội giết người, 2-3 năm tù về tội hành hạ người khác với bị cáo Trang, tổng mức hình phạt cao nhất là tử hình. Đại diện viện kiểm sát đề nghị 2-3 năm tù về tội hành hạ người khác và 4-5 năm tù về tội che giấu tội phạm, tổng mức hình phạt cho bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái là 6-8 năm tù. Trước tòa, Thái và Trang đều thừa nhận bé Vân An là một đứa trẻ ngoan mà bị đánh vào bộ phận sinh dục, bị cởi trần truồng nhốt vào chuồng chó, thì không còn gì để nói đến sự độc ác của cặp đôi này. Cho nên đề nghị mức án hình phạt của đại diện viện kiểm sát đối với Nguyễn Kim Trung Thái là còn quá nhẹ. Rất đông người dân theo dõi phiên tòa, chứng tỏ sự quan tâm của dư luận đối với vụ án này. Người dân mang hoa trắng đến tòa tưởng nhớ bé, điều này cũng cho thấy lòng yêu cái thiện, ghét cái ác tồn tại trong cộng đồng. Và từ vụ án này, bất cứ ai cũng lấy đó làm bài học, cư xử tốt với mọi người, hướng đến thiện lương không làm chuyện ác, đừng có gây ác đến tày trời, rồi bỏ tiền vào chùa cúng vái và tụng kinh sám hối.